Mến chào quý khán giả thân thương trên Sài Gòn phố. Ngọc ghé chỗ quán ông cua là do hôm nay Ngọc có mua cả nhà. Thì nghe chị bật mí là hôm nay lên cua rất là nhiều, nên thôi sẵn đây cái Ngọc cũng quay lại cho cả nhà nha. Cập nhật tình hình là bây giờ cũng hiện tại cũng rất là đông rồi, đông hơn bữa mình quay luôn. Của chị hôm nay là chị lên bao nhiêu cua? Hôm nay chị lên được có 45 kg, 45 hay 47 kg gì đó. Tính luôn cua chùi á, không có hàng tại vì mấy bữa nay bão á, không có hàng với lại mưa. Chứ mọi khi là chị bán 70 kg lận. Hôm qua là khách lại mua combo 3 con 250 á, mà cua gạch đó em. Dạ. Không đủ cung cấp cho khách luôn. Là có nghĩa là mình hết sớm á hả chị? Ba hai chi nhánh bên quận 7 đem cua đây bán cũng không đủ luôn. Dạ. Hôm qua 10 giờ rưỡi là chị hết cua luôn rồi. Dạ. Trời giờ ơi, em mát tay á. Đã quá vậy. Ủa, hôm nay em nghe chị nói là mình định lên 100 kg á đúng không? Nhưng mà không có hả? Không có, người ta đi gom cua chị không có. Dạ. Lên 150 kg vẫn bán được. Yeah. Tại vì mới có 10 giờ là chị đã hết cua rồi. Yeah. Mà người ta vẫn còn đứng mua vậy. Hôm nay đỡ hôm qua là chị nghẹt ở đây luôn, phải nhờ cái bên á. Kẹt luôn hả? Ừ, nhờ cái mặt bằng cái bên người ta cũng thương á, người ta cho ngồi. Yeah. Mà đa số mua về nhiều lắm. Yeah. Nhưng mà khoảng hôm qua khoảng tầm mấy giờ là ok chị? 4 giờ là vô rồi, anh em thấy là đỡ ha. Dạ. Hôm qua là 4 giờ là giờ ao vô hết cua. Ở đây cũng đầy xe, trong trọng cũng đầy người rồi kìa. Ở đây người ta thích ăn cua 3 con 200 thì là 3 con 250. Dạ. Là cái cua mà hôm bữa em order em ăn á. Dạ. Cái cua đó tách ra là nó ra gạch luôn, gạch đỏ, gạch son. Càng hôm nay em thấy càng trong đó cũng to quá hàng à. Vậy là hôm nay không có hàng nên mình lấy chỉ có 5, bao nhiêu ký chị, 50 hả? 47 kg cua, càng là chị được có 3 mấy kg à. Dạ. Càng đó là phải 3 thao á, bán hết rồi đổ lên, bán hết rồi đổ lên. Nhưng mà lại là tất nhiên là chuộng cua nhiều hơn chị ha. À, tại vì có nhiều khách á, mình quảng cáo nào bên quận 7 thì ta chuộng tôm. Ta chui vô hẻm ta kiếm tôm không mà. Tại em bữa mà không quảng cáo tôm, em không ăn tôm á, chị. Dạ. Sao? Dạ. Còn em ăn cái gì là người ta mua cái đó 3 con 250. Dữ không? Còn cái này, con này là 1 ký 2 ký 3 luôn. Dạ. Con này là 500 ngàn bao chế biến. Dạ. Ở trong quận 7 thì bán tôm được hơn. Còn ở đây bán cua mạnh hơn. Cái này là con này 200, chắc lắm mà tin mình bao ăn nha. Dạ. Con này quảng cáo giùm mình nha, tôm 200 bao chế biến. Bao chắc, bao nếu mà có ốp là mình đổi con khác luôn hoặc là mình trả tiền luôn. Đây cua y nè, cua y là cua này nè em. Đây cua y lớn. Một con vậy là 200 ngàn đó. Dạ. Cua thịt hay gạch chị? Này cua thịt. Cua gạch bên đây là con 200 nè. Này mình thiếu càng, mình chắc càng vô cho khách. Đó, khách mua về này mối luôn á, mối mấy chục năm chắc luôn. Là biết ba chỗ luôn em. Biết ba chỗ luôn á. Ờ, thôi tại em không biết rồi. Rồi nghe đề tháng. Rồi làm hẻm 105. Dạ. Rồi cái quán này là mới nhất, là mới mở được đó, mấy ngày. Vậy là anh đi ba chỗ luôn rồi đó. Không biết anh đi ba chỗ nhưng mà anh hưởng đức cái vị y như nhau. Dạ, trời ơi. Mà. Ờ. Vậy là hôm nay là có ở đây là ra cũng tiện hơn anh ha. Thôi chạy vô hẻm hả? Không, tại nhà anh ở quận 8. Dạ. Anh qua một hẻm 1005 thì nhỏ quá. Dạ. Đi qua bên kia thì nó xa hoa quá. Dạ. Nhưng mà ở đây á, thì tiện đường nhất. Dạ. Ăn ở đâu cũng được, đâu cũng là gia đình. Đúng rồi. Hồi xưa là anh ăn bên kia, bên bộ viện á, là anh chỗ đó thì nó sao? Chỗ đó Là chỗ đó đó là anh cái mặt năm nào á? Là anh ăn được 1.5 năm rồi. Dạ. Tại anh biết cũng là bà con thôi. Dạ. Người nhà đừng nói bà con kỳ quá. Và anh ăn ở một hẻm 1005 là anh ăn đầu tiên là anh gặp cái chị này. Dạ. Rồi khi này chị này mở anh mới thấy được, anh mới qua đây anh ủng hộ. Dạ. Rồi em nên anh mua ủng hộ. Dạ rồi, chúc anh chị có nguyện. Dạ. 200 ngàn con, cái này combo 3 con 200 ngàn. Còn combo cua gạch nhỏ là 3 con 250 bên em bao cả nhà quá trời xe ở ngoài đây. 3 con 200. Khách cũng đang chờ vô để order á, trong nhà thì cũng ngồi hết mấy bàn rồi, bây giờ khoảng cỡ 5 giờ thôi cả nhà ơi. Cái đồ xúc ốc rồi cho chị mượn ơi.
Nãy giờ là tình hình cũng hơi bão cho nên là hình ra không có cua nhiều. Rưỡi nè. Dạ. Trời ơi, hôm nay cua lên ngon lắm. Lên ít nhưng mà rất là chất lượng luôn. Không có cua con cung cấp cho mọi người á. Thì con cua nhìn đẹp ra hả? Em cầm nặng lắm. Kết cấu rồi. Đẹp ha. Cái này khoảng nhiêu chị? Này trên này đủ que 1 2 3 4 que. Ừ. 150 con á. Dạ. Xoay nào? Xoay thấy cái mặt ở cái mặt. Xoay cái mặt tiền đó hả? Dạ, mặt tiền. Chị ví dụ mấy cái mà nó rớt càng ra đúng không, có mấy cái không có càng nào nó rớt ra hay là không sao? Có cái này người ta giao cho chị sao chị bán vậy. Dạ đó à. Cái càng là mình phải lấy riêng nữa à. Cái cua này là khác rồi đúng không? Cua này cua chuội. Dạ dạ giao hả? Nãy em nghe nói chị là có giao nhà hàng hả? Giao cho quán khác ta bán cũng dạ. Bán hải sản như mình vậy nè. Dạ. Người ta lấy càng, tại vì càng cua này á thường là càng nhỏ là nhiều, còn càng lớn bên chị á là hiếm lắm. Dạ. Người ta giữ xe trong cua luôn. Là gần đây luôn hả chị? Đó, cái hẻm đang quẹo ra quẹo vô. Không phải cái hẻm, cái tòa nhà cao cao này luôn nè. Có nguyên cái bãi giữ xe ô tô bự lắm. Dạ. 5.000 chiếc xe. Còn ô tô nhiêu chị không biết. Chị ơi, ăn đây hả chị? À, chị khách quen hôm qua. Đó. Cả nhà ở đây có chỗ giữ xe đó nha. Tại phía trước đây thì cũng mặt tiền nhưng mà ít chỗ đậu cho nên cả nhà muốn ăn thì có thể chạy thẳng bên kia. Đó, bây giờ là vô rồi đó. Chị vừa nói. Hôm qua mệt xỉu không chị? Hôm qua mệt xỉu luôn. Hôm qua chị ở trong kia đến quận 7. Dạ. Chị nghĩ ra đây chưa đông thì phụ trong đó. Nhưng mà ra ở đây thông báo là hết cua 10 giờ hết cua rồi chị Tâm ơi. Rồi ra thấy không còn gì luôn. Phải tiếp tế cua. Dạ, phải đem từ bển qua đây được. Đem bển qua đây. Dạ. Ủa chị, nay có cua gạch 250 rồi. 250 ba con đúng không? Rồi bên này cua gạch nhỏ. Mình bao gạch luôn, bao chế biến. Bên mình có xào bơ, trái tỏi, bơ tỏi, xào me. Xào me qua rồi, cái này là ăn tiếp. Giờ ăn bơ tỏi thử đi. Ăn hai hôm qua hả chị? Ăn hôm qua rồi hả? Dạ. Hôm qua không có cua gà. Qua dạ, là lại không ai tỏi không có. Dạ. Tại hôm qua đông quá cái hết hàng. Đúng rồi. Với lại một cái ốc hương Hoàng Kim không? Cua Hoàng Kim chấm mì 100.000. Đúng hai món em ăn luôn đó. Dạ. Đây là khách lại dài lại là phải gọi mấy cái món cua gạch này ha. Mấy cái món cua gạch với cua thịt là hai món đó. Ba cua gạch đi con, ba cua gạch nhỏ nè. Có cua Hoàng Kim luôn. Đây để cho cả nhà coi hình ảnh chân thực ở bên trong có khách ngồi nha. Đó, có rất là nhiều bạn ủng hộ nha. Và làm cho mình cũng khá là mừng. Đừng quay xích vô trong quá, quay sơ sơ vậy cho mọi người nhìn được rồi. Người ta ngại hiểu không? Mình đi nhiều người là mình ăn combo rồi cua đi, ba con 200 và cua thịt
Còn đây là ba con 250 là cua gạch. Cái nào cũng chắc hết bên mình bao ăn à. Cô Thịt đi hả? Cô Thịt em làm gì vậy em? Dạ có bọt đúng không? Đúng không? Cái này em sợ gì, sợ me, bơ, tỏi, rang muối. Ba con thì cũng rửa rồi. Cái gì nữa? Ba con xào được có một quỷ rồi. Dạ hơn, mình biết là mẹ nó ok. Có mấy em đi mua à. Cái này cua luôn, em này cua bự hơn. Này 150 một con. Rồi hết đó. Có cua nướng tiêu xanh nè. Ừ, có cua chiên xanh, muốn tay xào rau muống, xong rồi bà ăn hết nè. Sao có một quảng cáo không ạ? Cua tiêu. Tôi quên menu bà ra mình quẩy rồi. Ok không? Anh mình quẩy rồi. Rồi qua đây luôn hả? Chị thấy mình quay á. Đi đồ đúng không? Đi đồ không biết có phải đồ không nhỉ? Tính tiền bà em hai giùm em thôi. Thôi mình để em nhắc đi. Cả nhà hôm nay là cả nhà hôm nay là ngày thứ hai á, mình up clip và hiệu ứng clip rất là tốt luôn, cho nên là mình cũng cảm ơn tất cả khán giả đã xem và theo dõi kênh ha, ủng hộ những món ăn mà mình đã từng giới thiệu, từng review. Và địa chỉ ở chỗ quán Ông Cua là số là K46 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4 cả nhà nha. Nếu mà cả nhà ở nhà thì có thể đặt qua số điện thoại là 0332913295 đó. Lúc nào hàng cũng siêu hấp dẫn hết luôn. Yeah.